Chào anh em, hôm nay mình mới về thêm được gọi là những cục IC hiếm trên thị trường. Về được 4 cục IC hàng zin theo xe, IC SG, hàng zin theo xe. Nói về cái cục IC này, anh em chơi xe nhiều thì cũng không cần quảng cáo, quá tuyệt vời. Một trong những dòng IC rất là tốt so với tất cả IC mà zin mở tua phát hết lực máy, dành được cho xe đổ, xe zin gắn vào rất nhẹ xe. Nó là rim lùn 99, IC Extra và rim lùn 99 là cực đỉnh. Mình về được 4 cục nha anh em có nhu cầu liên hệ mình để mua hàng. IC SG, hàng zin theo xe, 650 một cục. Bữa hôm nay anh em nào có dặn thì cứ liên hệ mình để mua hàng. Bao anh em thầy thợ test hàng nguyên zin, không mẫu xẻ, bao lửa sóng mạnh, test tại chỗ ok lấy tiền. Anh em cứ theo dõi mình trên Zalo, Facebook, YouTube, số này 0933 963332.